Hello, xin chào mọi người lại quay trở lại với video tiếp theo mình nhá. Và hôm nay lại tiếp tục đi cấy mọi người ạ. Lại tiếp tục lại đi trà lúa nương. Ấy. Hôm nay khá là đông ấy. 8 9 đồi sao ấy. Và hôm nay em lại đi giúp hộ bà con cái cấy nữa. Sáng nay cấy từ một nửa cái đám nương rồi, từ bên dưới kia lên rồi. Còn một nửa bên kia thì chắc phải buổi chiều. Bây giờ thì tầm là 8-9 giờ. Cấy sớm lắm. Ở đây thì 6 giờ đi cấy rồi. Cũng lười làm mà. Không làm thì cái pha cái nương để trồng cây. Không cấy, không trồng lúa vào thì không làm nổi, không phát nổi cái cỏ. Mình vừa cấy thế này thì vừa được lúa mà lại vừa được chăm sóc được cây. Đấy. Đây. Đây này. Trà như thế này thôi mọi người ạ. Một người thì cứ chọc chọc thế này đi, một người thì cứ theo sau mà gieo cái hạt thóc xuống. Đâu. Chào nhá, mệt chưa đấy? Mệt đấy. Hơi mờ mờ nhỉ, cái ống kính thì nó nấy bị ướt sao ấy, hơi mờ mờ, còn nhiều lắm rồi, còn một nửa từ cái chỗ cái bàng này sang bên kia, nó còn lập đồi sang tiếp bên kia nữa, xuống bên dưới khe chưa, còn chưa trà nữa mọi người ạ. Đây, nấy thì không nhớ lâu cái ống kính, không nhớ lâu cái camera cho nên hơi mờ. Bây giờ đỡ mở hơn rồi. Mệt không? Mệt lắm. Làm nương thế này khổ lắm thôi. Ông ạ. Tí chưa về cứ uống nhiều một tí là được rồi. Nhớ phải tầm khoảng 3 bát này. Ui, 3 bát quá ít. Mọi người ạ. Bà con đây thì đi cấy là vui lắm. Đi hổ nhau cấy xong là về nhà thịt gà thịt lợn ăn bữa cho vui nữa. Gọi là đã gieo hạt thóc xuống. Đã gieo hạt thóc xuống à, xuống giấy. À hôm nay đi có cả thằng em mà xính vùng cao này cũng đi này. Cho em nhá. Đây. Thằng em xính vùng cao, cái canh xính vùng cao. Cái canh mình là xính vùng cao nhá, em vào xem em đào dúi nhá, em chuyên môn là làm video dúi nhiều rồi. Xính vùng cao chuyên là nuôi dúi với đào dúi mọi người ạ. Vào cái canh của em, thằng em đấy thì toàn đào dúi với nuôi dúi. Thôi nha bà con nha, bây giờ mình đi cấy một tí đã mới lại tiếp tục quay cho mọi người xem nhé. Bây giờ thì bên này thì cấy xong rồi. Hơi mưa mọi người ạ. Bây giờ lại xuống dưới này cấy thì dưới này lên. Mà hơi mưa. Bây giờ lại cấy dưới này lên. Hò bên kia đó. Lập đồi sang bên kia nữa đấy. Dốc lắm rồi. Phải cấy xong thì mới trồng cây vào. Bây giờ đang cấy, phải cấy lúa xong mới trồng trồng cây vào thì nó mới không hỏng cây. Mọi người đang xuống rồi, đang xuống đi cấy dưới này lên nay, cái bên kia thì cấy hết rồi. Ui, mưa khá to, sắp trưa rồi, thấy đói rồi ấy, mọi người ạ. Mà vẫn chưa hết được. Chưa chắc là chiều đã hết được ấy. Thấy đói không? Đói lắm rồi. Bây giờ không muốn đi làm rồi. Bây giờ ai cũng đói rồi. Còn mấy tí kia thôi. Mấy tí kia là xong rồi đi ăn trưa. Ăn trưa xong thì buổi chiều sang cấy ở bên kia. Từ cái chỗ mà bây giờ mấy người đang cấy kia. Từ cái chỗ đấy xuống tí dưới khe kia.
đào đồi sang bên kia là chưa chưa cấy tí nào ấy. Chim gì nhỉ? Cái con chim kêu kêu kia chim gì? Bồ câu. Bồ câu á? Cái loại bồ câu rừng kia. Ừ. Cái loại kia, cái loại này bồ câu xanh hay là cái loại? Bồ câu vàng. Vàng á? Kêu nghe hay nhỉ? Về đây, về đây. Cấy một tí rồi đi ăn trưa mọi người ạ. Ờ, bây giờ mọi người về ăn trưa. Mình đi cầm cái ống điếu sang bên kia, bỏ bên cái lán kia đó. Mình mới về theo sau. Mọi người theo đường bên kia. Đi đi trước rồi. Còn mỗi em thôi. Ây da. Cái con chim lúc nãy này nó lại thấy kêu kêu. Cái loại hình như là gần gần giống giống cái loại chim là tu hú hay sao mọi người ạ. Tú hú. Đấy. Hôm nay cấy lúa xong thì ngày mai kia cũng trồng cây vào. Nếu mà lâu quá thì để cái lúa nó ra ấy, mới trồng cây thì nó lại hỏng lúa. Lười làm lắm cái nương ấy, nhưng mà trồng cây thì không làm kiểu gì được, bắt buộc phải trồng lúa vào để làm được cỏ thì chăm sóc được cây. Để lên đến trên cái đường khai thác rồi. Đây. Mới trồng trồng một ít cây đây này. Đây là cây mớ này. Ôi. Đây là cây mớ này. Cây mớ này. Trồng mấy cây đây. Bên này có cây đấy. Đây cũng có cây đấy. Đây. Mới trồng trồng theo đường một tí đây. Còn ở dưới kia thì phải cấy lúa xong đã. Ôi ôi. Mọi người đã đi tí tí dưới kia rồi. Mọi người đi tí dưới khe rồi. Mình còn đây. Mệt quá. Rau đây này mọi người, rau sành. Rau này mình đốt xong xong là mình quấy cái hàng rau xuống này. Hàng giống rau xuống là nó thăng mọc lên thôi, mọc tự nhiên không cần phải phun gì. Ăn vừa ngon mà nó vừa no nữa. Không sợ có cái thuốc gì vào. Mình quấy cho nó gieo xuống nó thăng bằng tự nhiên rồi. Đấy mình đứng ở trên kia kìa. Ồ, cây này to không mọi người? Cây nào là cây người ta gọi là cây sáu ấy. Quả sáu nhỉ? Chả nhớ nữa. Mình không có biết nhiều về cây cuối. Hai cây luôn. Thì họ gọi là quả sáu sao ấy. Cây quả sáu này. À, để cái chòi. Bỏ cái ống điếu này. Thông giống này. Để cái cây này to lắm rồi. Cây quả sáu rồi. Quả sáu hay là quả sáu rồi. Không nhớ. Mình không có nhớ về mấy cái cây này. Ở đây thì người ta nhà nước cấp cho cây con để trồng ấy. Sang mấy cái đồi ót ót để trồng cây, cho nên là chỗ nào mà nó ót ót thì phải phát trồng cây. Mà trồng cây vào không làm được cỏ thì cũng là mệt, cho nên phải trồng lúa vào nữa. Thôi bây giờ về dưới lán đi ăn trưa đấy nha mọi người. Hẹn gặp mọi người trong lăng nha. Đang trên đường về lán để ăn trưa mọi người ạ. Nhiều chuối lắm rồi. Nhiều chuối lắm rồi. Không thấy có quả. Cái hoa chuối nào. Không thấy quả khơi.
quả nào. Lấy về làm chưa? Mấy cái khu mà nó có à, chuối này nó có sóc lắm nhá. Cứ chiều chiều tối tầm 4 giờ là xong nhiều lắm rồi. Xong nhiều thì bấy hoặc là lên nọ. Đi san thì cũng được nhiều lắm. Lấy cấy tí chân kia. Bây giờ đang đi về. Đi về theo khê về. Chuối này. Loại này ở đây gọi là chuối à. Chuối đọ. Hòa nó đọ lử. Cái loại đó, cái loại chuối đọ này ở dưới Nam không có đâu nhá mọi người. Dưới Nam thì nói chung là từ Tây Nguyên trở xuống là không có. Có thì cũng là người ta đem đi trồng. Có một số nơi thì chắc hình như là có hay sao, nhưng mà không biết có phải người ta trồng. Còn ngoài bang này thì đủ loại luôn mọi người ạ. Còn cái loại này là chuối à, chuối vàng. Loại này gọi là chuối vàng. Chuối vàng hoặc là chuối ngọt ấy. Lá dòng này, đẹp không? Lá dòng mí mãng luôn này. Cả cái vườn đổi chuối luôn. To không? Nhiều chim chóc. À trên kia có một cái hoa chuối mà nó hơi già rồi, hai cái mà hơi già. Già quá. Già nó ăn không ngon. Hay lúc nó non hơn. Lúc nó non ăn nó mới ngon. Ôi, chuối đẹp mí mãng này. Lá dòng này, gói bánh khỏi phải nói luôn mọi người ạ. Ở đây thì cứ Tết đến là khách tự đi lấy lá dòng về gói bánh. Gói bánh trứng ấy. Bánh gì cũng được. Miễn là bánh gói. Ôi, bây giờ dừng video cái để về đến dưới lán ăn trưa đã, há quay nhá. Không biết là nay bố mình ở dưới lán thì ông thịt gì? Thịt dê hay là thịt gà? Thịt ngan. Ôi, dừng video cái đã. Mệt quá mọi người. Bây giờ đi ăn trưa xong lại ra cấy tiếp rồi. Mệt à? Vừa nóng mà vừa ngủ trưa không đủ nữa. Mệt lắm à? Chả biết là tối nay có cấy xong không? Còn nhiều lắm ấy. Mệt thật luôn nha. Xin chào quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh. Kênh luôn xin phát các video quanh cuộc sống. Hả? Đâu có làm đâu. À, ờ. Đây. Bây giờ anh em đi ăn trưa xong lại ra cấy tiếp đây. Cấy xong sớm thì cái sông sớm thì trồng cây đây này, cây dưới này, cây còn dưới này này. Sáng thì cấy xong bên này rồi, bây giờ chiều phải là bắt buộc phải làm xong bên này. Làm bắt buộc nhá. Làm là phải bắt buộc chứ. Cứ thấy còn thấy đường về nhà là được rồi. Mùa này tối sớm, 7 giờ mới tối thì sâu dưới về cũng được. À, cái bằng này theo kinh nghiệm của anh là theo kinh nghiệm 20 năm đi trồng lúa của anh là chắc tầm 4 giờ là xong. Xong hả? Không xong thì cũng phải 3 buổi ra xong nhá. 4 giờ chắc chắn xong rồi. À, thế tốt quá rồi. À. Hả? Bà con bây giờ. Đây,
Bây giờ ăn trưa xong ra cấy thì ai ai cũng thấy thế yếu lắm rồi, đuối lắm rồi mọi người ạ. Cấy nhanh nhá, ai không cấy nhanh thế thế là muộn thì về muộn tối đấy, tối đợi nửa đường không biết đâu. Nó nói thế hồi mình cấy muộn nhá, bây giờ mình phải đi cấy đấy ạ. Xong nhất rồi, sắp xong rồi mọi người ạ. Xong rồi. Cuối cùng thì cũng cấy xong rồi mọi người ạ. Bây giờ đi về thôi. Bây giờ đi về nhà thôi. Cả ngày đến bây giờ 4 giờ thì cũng xong rồi. Xong bây giờ chuẩn bị đi về nhá. Về đó bây giờ còn làm gì nữa, về nhà để uống rượu. Về nhà uống rượu thôi. Về nhà uống rượu thôi. Về tới anh khao em nhá. Vâng. Thôi nếu mà không uống rượu thì uống bia. Được. Xong rồi, bây giờ đi về thôi. Bye bye mọi người nhá. Cái xong thì mình cũng tạm dừng video đây. Các bác xem nhớ đăng ký và ủng hộ nhá. Ủng hộ cho kênh nhá.